Google sẽ trả lời câu hỏi trên đời này có ma hay là không. Xét về sức ảnh hưởng của mạng xã hội hiện tại thì không có một ai, không có một celeb nào mà có sức ảnh hưởng như là Đăng DJ. Làm gì có tình yêu trên đời. Anh nghĩ sao mà anh dám đăng status như vậy vậy? Hả? Tuyệt đối tránh thai. Gái còn trinh bỏ dậy. Hả? Đăng DJ này sẽ không vướng về chuyện yêu đương nhân nhất. Bất kể cô gái đó là ai. Nè, cô gái này là ai? Đăng DJ. Mình động phòng nha anh. Không á. Sứ mệnh của em là tới trái đất tìm anh. Động phòng, dính thai để level up, đạt siêu năng lực bá chủ vũ trụ, giải cứu hành tinh trong giải ngân hà. Chỉ là động phòng thôi mà. Em là ma à? Thì cuối cùng em là cái gì? Bằng mọi giá đêm nay phải biết nó ở đâu. Đích thân tôi sẽ tới. Chú gọi đám của thằng Tường Đen từ Bắc Cóc quay sang, nói là lệnh của tôi. Cũng là Đăng DJ à? Tình cảnh dày mà tụi em còn hứng thú đóng phim nữa hay sao hả Đăng DJ? Cứ theo thằng Đăng, nó đâu mình đó. Lúc nhỏ cứ tưởng là sướng lắm, lớn lên mới nhận ra là mình lầm. Cảm xúc có lúc chỉ trên giường nằm, vui buồn đôi khi xen kẽ như đa phần toàn thương tâm. Ai yêu cũng sẽ có lúc chung một kịch bản thế này, gặp gỡ tìm hiểu thành cặp rồi lại chia tay, khóc thét một thời gian sau đó lại đâu vào đấy. Nói chung á, yêu đương gì tầm này. Anh sẽ giúp em bụng mang dạ chữa. Sau đó đường ai nấy đi, hành tinh ai nấy ở.